Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 666, The Happify Virus. Trước khi vào phần chính, thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về trang web Happify nhé. Happify là một chuỗi các trang web lưu trữ các biến thể của thực thể số 666, được ngụy trang thành các ứng dụng ngẫu nhiên. Tất cả các trang web này đều có chung một tên, chỉ được phân biệt bằng một tập hợp các dãy số ngẫu nhiên trong các đường link khác nhau. Và từ đây, phiên đội web crawler của tổ chức MEG đã nhiều lần cố gắng lấy địa chỉ IP từ nguồn của các trang web Happify. Thế nhưng, tất cả đều là địa chỉ IP dẫn đến thiết bị đầu cuối máy tính của tổ chức MEG. Một kết luận đã được rút ra rằng trang web Happify không thể ngừng hoạt động do quá trình nhân bản nhanh chóng của chính nó. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần chính của video, đó chính là phân tích về thực thể The Happify Virus. Thực thể số 666 là tên được đặt cho một tệp exe độc hại có khả năng tự ngụy trang thành nhiều tệp ứng dụng và trò chơi điện tử khác nhau cũng như tồn tại dưới dạng vật lý. Các trang web của thực thể số 666 thường có thể được tìm thấy ở những dòng link như fileshare.backroom, irc.backroom, folder.meg hoặc là backroomdrive.meg. Thực thể số 666 sẽ tự mã hóa bản thân vào các trang web và lây nhiễm các tệp với số lượng ngẫu nhiên thông qua lưu lượng mạng. Và khi bất kỳ một cá nhân nào tải xuống một ứng dụng từ bất kỳ biến thể nào của Happify, phần mềm đó sẽ được tải xuống dưới dạng tệp zip. Sau khi được giải nén, sẽ có một thư mục chứa tệp txt có nội dung như sau. Cảm ơn bạn đã tải xuống phần mềm này. Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. Cảm ơn bạn đã sử dụng Happify. Cùng với tệp exe kèm theo một icon phiên bản chất lượng thấp hơn của ứng dụng đã được tải xuống. Khi tệp exe đã được mở, thì cá nhân bây giờ sẽ được chỉ định là thực thể số 666A hay chính là những người đã tải tệp đó xuống. Ứng dụng mà những người lang thang tải xuống từ biến thể của Happify sẽ là một bản sao hoàn hảo của ứng dụng gốc mà không có bất kỳ giới hạn nào. Mặc dù nếu ứng dụng đó là một phần mềm tiện ích thì sẽ có một icon hiển thị khuôn mặt của thực thể số 666 và khi được nhấp vào, một icon nhỏ khác giống y hệt như thế sẽ xuất hiện thay thế icon Windows và sẽ chiếm một vị trí trong khay vật phẩm dưới dạng một phần mềm. Còn nếu ứng dụng đó là một trò chơi điện tử thì sau khoảng 15 phút chơi, người chơi sẽ bắt đầu phát hiện ra một bản sao của thực thể số 666. Bản sao này sẽ bắt đầu từ từ theo người chơi trong suốt quá trình chơi của họ và khi nó đã bắt kịp người chơi, nó sẽ thực hiện một hoạt ảnh jump scare làm máy tính của bạn bị crash. Nếu thực thể số 666A hay người chơi liên tục cố gắng đóng chương trình hoặc để nó mở trong khoảng 10 phút, một bản sao khác của thực thể số 666 sẽ xuất hiện trên màn hình và tiếp tục thực hiện jump scare. Tất nhiên, nó vẫn sẽ làm máy tính của bạn bị crash. Thế nhưng, lần này nó sẽ gây ra tình trạng mất điện nhỏ trong căn phòng mà thực thể số 666A đang ở. Đây chính là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Vì đó chính là lúc mà thực thể số 666, The Happify Virus, hiện nguyên hình ở trạng thái vật lý. Thực thể số 666 đã được những người lang thang mô tả là một thực thể hình người màu đen, cao 2,4m, mang một chiếc mặt nạ màu trắng, đôi mắt mở to và nụ cười lớn đến mức bất thường. Biểu cảm khuôn mặt của thực thể này gần như là cố định. Ban đầu thì thực thể số 666 ở hình dạng vật lý sẽ bắt đầu di chuyển đến chỗ thực thể số 666A với một tốc độ ổn định và chậm. Thế nhưng, ngay sau đó, thực thể sẽ bắt đầu tăng dần tốc độ của mình lên. Và nếu thực thể số 666A bật bất kỳ nguồn sáng nào lên, thực thể số 666 sẽ biến mất. Nhưng thực chất, thực thể này sẽ vô hình và sẽ tiếp tục đi về phía thực thể số 666A. Và khi thực thể số 666 tiếp cận được nạn nhân, nó sẽ làm một số hành động như dọa hoặc cố gắng khiến cho thực thể số 666A bị đau tim. Nhưng nếu đối tượng không bị đau tim, thì thực thể sẽ giết chết đối tượng một cách tàn bạo và biến mất. Và ngay sau đó thì tệp chứa thực thể số 666 sẽ tự xóa khỏi máy tính. Thực thể số 666 sẽ chỉ tấn công những cá nhân đã cài đặt tệp tin Happify và sẽ bỏ qua các cá nhân không liên quan, trừ khi tệp Happify đó được chia sẻ cho những người khác. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.